Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube kênh Khởi Nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng đó các bác. Hôm nay buổi chiều, bà con, buổi chiều thứ tư ngày mùng 2 tháng 8 nha bà con. Đó thì tối hôm qua chú Thơm có giao một lô bò và bê được giao cho ngay ở trong Quảng Trị đó. Thì anh em gặp nhau giữa đường, chú Thơm giao đến đầu đất Quảng Bình và anh ra anh đón và anh em giao giữa đường. Bây giờ các bác, ngày hôm nay là 10 giờ sáng chú Thơm mới về đến nhà các bác, 10 giờ sáng chú Thơm mới về đến nhà. Đó thì hôm nay chú Thơm cũng không đi bắt hàng các bác, tại vì hôm nay trời cũng mưa. Nên bà con nông dân bác nào điện để bán hàng cho chú Thơm cảm phiền các bác hết sức thông cảm. Ngày mai tạnh mưa chú Thơm sẽ đi bắt hàng cho bà con. Đó thì đây các bác này. Đó thì buổi chiều rồi thì rảnh rỗi chú Thơm ra làm đoạn clip chia sẻ với bà con nông dân nền cái chuẩn để bà con mình mua về nuôi giống sinh sản. Đó thì nhân dịp đó chú Thơm cũng giới thiệu với các bác siêu phẩm 3B. Lần đầu tiên chú Thơm tiết lộ giá. Đó để cho bà con nông dân biết thì con này các bác nào theo dõi kênh Khởi Nghiệp của chú Thơm thì các bác cũng biết là con này chú Thơm mua được tính ra được hơn một năm rồi các bác ạ. Đó và mục đích chú Thơm mua về làm gì thì bây giờ chú Thơm sẽ nói và chia sẻ cho bà con nông dân luôn. Đó thì nhân dịp đó chú Thơm sẽ review cụ thể và công khai báo giá hai con me cái đồng sinh sản nha các bác. Hai con me cái đồng sinh sản hàng vừa khuôn tiền nha các bác, hàng vừa khuôn tiền và một con bò 3B cái nữa. Đó gửi đến các bác luôn. Đó thì bà con nông dân bác nào đang có nhu cầu tìm mua bò 3B đực vỗ béo thì cảm phiền các bác cũng hết sức thông cảm. Đó các bác xem video này để ủng hộ chú Thơm thôi. Đó thì video này dành riêng cho bác nào đang chọn bò cái sinh sản nha các bác. Thì rất nhiều bà con nông dân điện cho chú Thơm hỏi mua bò cái sinh sản ấy, thì thật sự là lâu lâu chú Thơm mới bắt được thôi. Nên em cũng không biết các bác đã mua chưa thì chú Thơm không biết. Nên video này chú Thơm up trực tiếp lên kênh YouTube luôn. Nếu các bác có duyên các bác xem được thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em. Đó, không xin được hoặc các bác xem mà chú Thơm đã bán rồi thì cảm phiền các bác cũng hết sức cho chú, thông cảm cho chú Thơm nha các bác. Đó thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu. Bây giờ chú Thơm sẽ giới thiệu với các bác siêu phẩm đến từ kênh Khởi Nghiệp. Đây các bác, đó, trước mặt các bác này, trước mặt toàn thể bà con mình là một siêu phẩm 3BF2 các bác đến từ kênh Khởi Nghiệp bà con. Đó và hai con ve cái đồng. Hai con me cái đồng nha bà con. Đây. Hai con me cái đồng nha. Hai con me cái tơ nha bà con. Đó, hai con me cái tơ và một con 3B cái. Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn, ở bên đó có mấy con 3B thì thực sự mấy con 3B đó chắc có lẽ là đã có chủ rồi. Đó thì chú Thơm bắt đủ số lượng thì chú Thơm sẽ điện cho người ta. Nếu người ta không lấy thì chú Thơm sẽ công khai báo giá luôn cho bà con nông dân luôn. Đó, còn bây giờ các bác, mục tiêu video ngày hôm nay là chú Thơm công khai báo giá bán ba con me cái này, ba con B cái, hai con me cái xin Pharagman và một con me cái 3B. Đó, còn con đực F2 này thì chú Thơm cho nó đứng đây, hôm nay cột ra cho nó đứng đây để phụ họa cái video này cho nó sinh động hơn. Đó, nhân dịp đó thì chú Thơm cũng chia sẻ với các bác mục đích chú Thơm bắt con 3B này về là mục đích như thế nào và số tiền chú Thơm bỏ ra để mua con 3B F2 này nó là bao nhiêu tiền. Đó, ok bà con nhé. Đây các bác, rồi thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu nha. Bây giờ chúng ta vào clip chính luôn nha bà con, vào vấn đề chính luôn nha bà con. Đây thì con 3B cái này chú Thơm review đầu tiên nha bà con. Đây con 3B cái này chú Thơm review đầu tiên nha các bác. Đó, con 3B cái này cao trường nha các bác, cao trường nha, rất khéo me nha bà con, cao trường rất khéo me nha. Đó thì chú Thơm mua bò nhà bà con đó thì người ta bán luôn nên chú Thơm bắt luôn. Đó đây chú Thơm review cho các bác xem. Con này thì chú Thơm review nhé. Cao trường nha các bác, cao trường nha. Đây. Hai, cao trường rất hiền me các bác. Cao trường chân tay vừa phải nha. Con này mà con được cực kỳ đẳng cấp các bác nha. Đấy, nhưng mà con này con cái nha các bác. Đó thì chú Thơm cũng không cần thiết phải quay nhiều làm gì cả. Đấy, còn con này thì nói chung với các bác là đủ yếu tố nha. Đủ yếu tố để các bác nuôi to về sau này nha các bác. Nuôi to về sau này. Nhưng mà con này mục đích chú Thơm quay để chú Thơm bán thịt thôi nha bà con. Con này chú Thơm không bán giống nha các bác. Con này chú Thơm không bán giống nha bà con. Đó, đây bà con, đây. Cao trưởng nha, con này rất ngon thịt nha bà con. Rất ngon thịt nha. Đó, đây, mông má này. Quay cho các bác xem mông. Mông này. Đó, lưng này. Lưng dày lưng nha các bác, dài mình nha. Lưng trắng dài mình nha các bác.
Đó thì con này chú Thơm bán công khai là bằng 13.500.000 nha các bác. Chú Thơm bán công khai là bằng 13 triệu nha. Chú Thơm bán thịt cho bà con nha các bác. Chú Thơm bán giá thui cho bà con nhé, là bằng 13.500.000 nha các bác. Bằng 13.500.000 đó. Đó, bác nào có nhu cầu hoặc các bác nào mở lò mổ, đó, các bác nào chuyên về bê thui bê cạo ở khu vực huyện Nông Cống thì các bác có thể đến nhà xem thực tế, được thì các bác có thể bắt về để làm thịt. Chú Thơm bảo hành cân kéo cho bà con. Đó. Hoặc là bác nào đang có đám cưới, đám tiệc, gia đình đang có việc, đó, và bác các cần mua một con me cái ngon vừa túi tiền để về để phục vụ cái công việc gia đình mình thì con này là con ok lắm các bác này. Đây, rất vừa tiền nè bà con. Chú Thơm bán con này là bằng 13 triệu nha bà con. Vừa khuôn tiền luôn các bác. Này, da mỏng nha các bác. Đây, con này da mỏng nha bà con. Da mỏng cao trưởng nha các bác. Đây, con này nạc bò lắm đây các bác này. Đó, chú Thơm quan điểm rõ ràng nha. Con này chú Thơm bán thịt nha. Giá công khai là bằng 13.500.000 nha. Đó, bác nào có nhu cầu tìm mua về để phục vụ đám cưới, đám xin, hoặc là mua về để làm thịt bán thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nhá. Bây giờ đến hai em siêu phẩm nha các bác, hai em siêu phẩm nha. Đây, Sim Farokman nha các bác. Con này là con đầu tiên nha bà con. Chú Thơm quay con này nhỏ này. Đây, con này khéo mè cực kỳ các bác này. Đây, chân cẳng vừa phải nha các bác. Chân cẳng vừa phải là Sim Farokman nha. Mẹ nó là mẹ Sim nha các bác. Mẹ nó là mẹ Sim nha. Phối tinh Rahman nó ra cái dòng này nha bà con. Phối tinh Brahman nó ra cái dòng này nha. Đây, đuôi này, loại này thì rất mắn đẻ này bà con. Đây, xoáy là nghiêm nghỉ nha các bác, xoáy đóng nghiêm chỉnh nha. Lưng, con này ok lắm bà con. Đây, đó, đưa cho bà con. Đó, móng này, đây, quay móng cho các bác xem. Bê giống thì cũng phải quay kỹ kỹ một chút xíu cho bà con nông dân xem. Đây, móng này, yếm này. Đó. Còn này. Đó, yếm này các bác này, mặt mũi này. Đây, quay quay xa xa đi. Đây, đây, chú Thơm quay. Quay để em tháo cái dây này ra. Tháo cái dây cổ này ra. Cái dây này ra cho các bác nhìn nhận rõ con mẹ này. Đó. Được chưa bà con? Ok các bác chưa? Đó, bà con nông dân nhìn rõ lề lối con mẹ chưa? Sim Farokman nha, con này hai dòng nha các bác. Con này rất mắn đẻ này các bác này, rất mắn đẻ này, khéo nuôi này. Đó thì con này chú Thơm bán công khai là bằng 15 triệu nha bà con. Đây, chú Thơm bán công khai là bằng 15 triệu nha các bác. Đó, được chưa? Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con me cái nhỏ này. Giá công khai là bằng 15 triệu nha bà con. Đó, bán nói xin lỗi các bác, bán thùi cho các bác. Đây, bán thùi cho các bác. Đó, bán giá thùi nha bà con, không phải bán giá nùi nha. 15 triệu nha bà con. Và con này cũng bán giá thùi nha. Đó, con này bán giá thùi nha. Mẹ đẹp, mẹ đẹp nhưng bán giá thùi nha. Đó, bác nào mua về đám cưới cũng được, 13.500.000. Đấy, thấy chưa? Đây, đến con này là con to nhất. Đi, đi, ra, xong đây. Đi, đây. Đó, con này là Sim Farokman nha các bác. Các bác nhìn này, đuôi này các bác này. Đuôi dài chấm đất nha các bác. Con này là me cái tơ nha bà con. Con này là me cái tơ nha bà con. Đây, chân cẳng này bà con, mặt mũi này. Đó, Sim Farokman nha. Chân cẳng nha. Chân cẳng to nha các bác. Chân cẳng to nha. Đây, đó, chân cẳng to yếm truyền nha các bác. Yếm truyền nha. Đẹp cực kỳ nha các bác. Ăn uống thì bà con nông dân khỏi phải bàn nha. Ăn uống khỏi phải bàn nha. Móng là móng sò nha các bác. Bốn móng, móng là móng sò nha. Đây, mặt mũi đẹp tuyệt vời. Đó thì con này là con bê tơ nha các bác. Con này tuổi đời nó rớt vào tầm cỡ 15 tháng tuổi rồi nha các bác. Con này nó rớt vào tầm cỡ 15 tháng tuổi rồi nha bà con. Chứ không có nhiều đâu nha bà con. Đó, được chưa? Thì bà con nông dân, các bác muốn biết giá cả con này thì bây giờ chú Thơm mời các bác xem đoạn clip sau đây. Xong xuôi rồi chú Thơm sẽ công khai báo giá con ba bê cái này cho bà con, con me cái đồng này cho bà con nông dân biết luôn nha các bác. Phải đứng lên các.
chưa? Đây các bác này, đây, à, chà, con này nhảy nhạy lắm bà con, F2 này, đây, F2, đây, con cầm lấy dây cho bộ, con có vừa quay được không, vừa quay được hết nhảy không, đó, phát một rồi các bác, đây nhá, rõ ràng nhá, các bác bố cái thơm nó phép nhá, đây, F2 này. Ô chào, từ nhỏ lớn này mới được off phát. Đẳng cấp đó các bác ạ, con này nhảy ok lắm bà con. Đây, chú thơm có con mắt nhìn bò đấy chứ không phải đùa mua bà con. Đây, độ F2 nhé các bác. Siêu phẩm F2 nhé. Đó, ui giời ơi, đây quả mộc này. Đó, đây. Vì con đi lúc em mua là em thấy đòi được rồi các bác. Đây, mấy nhăn này này. Đó, xa vừa được phát. Đó, đây các bác. Đây, mặt này. Đó, meter nha các bác, meter nhá. Ui dồi ôi, siêu phẩm. Chú thầm bận quá các bác, chú thầm bận quá. Nên bây giờ mới dắt nó ra được. Chắc được phát một thôi các bác. Phát một thôi. Phát một thôi. Đó, ok nhá. Đó. Ui chà, con nhà phai này nhảy đẳng cấp lắm các bác ạ. Không hổ danh các bác. Con thả lỏng dây ra, thả lỏng dây ra ở đó, thả lỏng dây con có nhảy cho phát môn nữa không? Đó, con có nhảy cho phát môn không? Đây thử con có nhảy được phát môn không nha các bác. Đấy, đây các bác này. Đây, thò lò ra này. Anh vướng. Tại vì ở đây là người ta tiêm phòng vaccine nữa các bác, chú đem ra chút thơm cột nhé. Tiêm phòng vaccine, chú thơm đem ra chú thơm cột. Để cho nhảy phát nữa. Con đi là em thấy đòi được mùi rồi. Đòi được mùi rồi. Con thả lỏng thôi, thả lỏng thôi. Nó tiếc tối rồi bà con. Rồi. Ok đó các bác. Rồi xong nhá. Vừa được phát rồi. Còn ồ, ui dồi ôi. Rồi, hai phát nhá. Đó, bà con mình nhìn kỹ chưa ạ? Các bác vừa xem clip rõ chưa ạ? Đó, đây các bác này. Đây, anh này siêu phẩm các bác này. Nó, các bác nhìn này, siêu phẩm bà con. Nó không làm chú Thơm thất vọng các bác. Thật sự nó không làm chú Thơm thất vọng luôn. Cực kỳ đẳng cấp các bác, nước nhảy cực kỳ đẳng cấp luôn. Và lần đầu tiên chú Thơm dắt cho nó nhảy, chú Thơm cũng hơi bất ngờ. Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn. Đoạn video đó nó tối rồi các bác, bởi vì tối hôm qua các bác. Tối hôm qua là tối quá rồi. Chú Thơm làm hình xong là bởi vì con này chia sẻ với các bác luôn. Con này chú Thơm đến bắt gia đình nhà người ta là con này đã có biểu hiện đòi được rồi các bác. Con này đã đòi được rồi. Nhưng mà bác chủ nhà nói chưa phối, chưa có chi cả. Đó thì ý là bác nuôi một cặp bò mẹ con với một con mẹ cái đồng này, nhưng mà bây giờ là túi già rồi, người ta nuôi giữ lại một mình con mẹ thôi, còn con này là người ta bán đi luôn. Đó, và chú Thơm bắt con này nha các bác. Đó thì chú Thơm bắt thì nó đã có biểu hiện đòi được rồi. Đó, nhưng mà về hôm qua về là chú Thơm lu bu các bác, lu bu để bắt hàng, để cân bò, để chuyển vào cho ông anh ở trong Quảng Trị đó các bác. Đó nên chú Thơm không nhớ đến con này. Đó xong xuôi rồi, tối rồi, chập choạng tối rồi chú Thơm mới sực nhớ đến. Chú Thơm mới sực nhớ đến thì chú Thơm ra kiểm tra. Thì con này nó vẫn đang còn hướng các bác. Đó. Và nhân dịp đó chú Thơm dắt anh này ra luôn để thí nghiệm luôn. Xem các bác. Đây. Và kết quả là thực sự là ngoài sức mong đợi của chú Thơm các bác. Đây. Đó. Các bác cũng thấy đấy, nhảy hai phát luôn một lúc nha các bác. Nhảy hai phát luôn một lúc nha, chứ không phải một phát nha các bác. Hai phát luôn một lúc luôn. Cách nhau chỉ có tầm 3 đến 5 phút rồi các bác. Tầm 5 phút thôi, chứ không có nhiều đâu. Cách nhau tầm 3 đến 5 phút rồi. Làm tiếp phát thứ hai nữa các bác. Đó, và con này thì bây giờ đã hết rồi các bác. Chú Thơm, bây giờ hồi nãy chú Thơm dắt con này ra để cho con này ngửi. Thì con này không ngửi nữa. Là con này đã qua cơn rồi. Đã xong xuôi rồi và nó ngửi con này. Nhưng mà con này chưa đòi được. Nên ánh buồn, ánh đứng một mình các bác. Đó,
Đây, và con này đã hoa đã khô rồi các bác này. Hoa đã khô rồi nha. Đây, hoa đã khô thầy. Thì theo chú Thơm làm nghề thì chú Thơm phán đoán thì con này tỷ lệ đậu thai nó rớt vào tầm cỡ trên 90% rồi, chứ không ít đâu các bác. Tỷ lệ đậu thai nó rất cao rồi, vì con này là mùi rồi. Mà nhảy hai phát luôn một lúc nha các bác. Đó, và nhảy M3B siêu phẩm F2 này các bác này. Đó, rõ ràng nha. Thì con này chú Thơm bắt về và chú Thơm đã cho nhảy rồi. Còn nhảy hay không chú Thơm vẫn bán một giá nha các bác. Đó, con này chú Thơm bán là bằng 20 triệu nha bà con. Đây, đây, chú Thơm review xoáy, xoáy cho bà con không. Xoáy đóng là nghiêm nghỉ nha các bác. Đi. Xoáy đóng là nghiêm nghỉ nha bà con. Đây, đi ra nào. Đi ra. Đây, chú Thơm lùa lùa ra ngoài cho bà con nông dân nhìn nhận. Rút vào đây làm chi. Đây. Rồi. Đây. Đó. Đây bà con. Đây. Đây các bác này. Đó. Các bác nhìn nhận rõ chưa à? Kỹ chưa à? Đó, xoáy đóng là nghiêm nghỉ nha. Các bác không lỗi tật nha bà con. Không lỗi tật nha. Và con này chú Thơm bán giá công khai là bằng 20 triệu nha. Đã cho nhảy được rồi nha các bác. Chữa hay không thì chú Thơm không biết nha bà con. Đó, thật sự là bò cái si sản bây giờ nó, bây giờ nó khan lắm các bác ạ. Bà con nông dân bảo chú Thơm đặt chú Thơm tìm bò 3B đẹp thì chú Thơm còn dễ bắt, chứ các bác bảo chú Thơm chọn me cái đồng sinh sản mà hàng đẹp thì khó bắt cực kỳ luôn các bác ạ. Đó, con này cao trường nha bà con. Đây con 3B này, nhìn con 3B nhìn nó dày vậy chứ nó cũng cao lắm đó các bác, không thấp đâu. Đây, nhìn nó vậy nhưng mà nó cũng cao lắm đó. Đó, và con này đã nhảy được rồi nha các bác, đã cho nhảy con F2 rồi nha. Đây, đó còn chữa hay không là chú Thơm không biết. Còn con này mà đến lúc nó chữa nó béo lên thì đẹp cực kỳ luôn các bác. Nó phê me cực kỳ luôn này. Đó. Rồi, ok nhá. Xong xuôi nha các bác. Rồi, còn chuyển sang con F2 này. Đây các bác này. Đó. Cuối clip thì hôm nay thành quả có rồi. Review cho bà con nông dân xem. Đó thì chú Thơm nhắc lại nha. Con này chú Thơm không bán nha các bác. Con này chú Thơm không bán nha các bác. Đó. Thì mục đích chú Thơm mua con này nha. Mục đích chú Thơm mua con này là về để cho bà con mình biết con giống 3B F2 là nó như thế nào. Đó, và một cái kênh, một cái trại bò lớn như kênh Khởi Nghiệp mà không có cái dòng F2 này ở trong chuồng thì có vẻ là cũng hơi thiệt thòi các bác. Đó, và bây giờ các bác biết là kênh Khởi Nghiệp có một siêu phẩm F2 rồi nha các bác. Con này nhảy được cực kỳ đẳng cấp các bác này. Đó, và số tiền chú Thơm bỏ ra thì không phải là ít các bác. Lúc con này nó rớt vào tầm cỡ 5-6 tháng tuổi các bác. Đó, và con này chú Thơm mua đã bằng 36 triệu 200 rồi nha các bác. Đó, tại vì sao bây giờ chú Thơm mới công khai báo giá? Đó, vì thứ nhất là nó đắt quá. Chú Thơm là em mua theo cảm tính của em ưng thấy đẹp là em mua, và em mua để về sau này. Đó, không tính cái chuyện lời lãi và mua bán nha các bác. Nên chú Thơm mua con F2 này là bằng 36 triệu nha bà, 36 triệu 200 nha. Đó, thì lúc đó nếu mà chú Thơm mua con này, chú Thơm công khai báo giá thì rất nhiều bà con nông dân dính bẫy nha các bác. Rất nhiều bà con nông dân dính bẫy. Đó, vì các bác xem kênh Khởi Nghiệp, chú Khởi Nghiệp chú bắt con 3B bằng cái tí rồi mà 36, 37 triệu rồi thì tôi phải mua ở rước, hoặc là mua 30, 32 triệu thì chắc có lẽ là rẻ hơn chú Khởi Nghiệp. Đó, nhưng thực sự nha các bác, thực sự con 3B F2 không phải con nào cũng giống con nào nha các bác. Chú Thơm đi rất nhiều rồi nha. Chú Thơm đi rất nhiều rồi nha các bác. Riêng bò 3B nha, nó chốt chú Thơm 20, 22, 25 triệu nhưng mà chân bằng cái tí, nhìn tức cười. Con mẹ nó to nhưng nhìn con mẹ tức cười lắm các bác. Con mẹ rất bằng cái tí, nhỏ lắm. Đó, bán cho chú Thơm nhưng chú Thơm không mua. Nhưng mà anh em mua về đó, các bác biết không? Anh em mua về 20, 22 triệu nó bán 30 mấy triệu đó. Nó bán 30 mấy triệu đó các bác. Nhưng mà cái việc này là việc của anh em, người ta làm ăn cũng giống mình thôi. Đó, nên mình không có ý kiến. Còn các bác đi mua thì khô sống thì bóng thì chết. Nói quan điểm rõ ràng luôn. Đó, còn riêng chú Thơm, nên tại vì lúc đó, tại vì sao mà chú Thơm không khai báo giá là cái mục đích nó là như vậy rồi. Đó, và đến bây giờ cái con giống 3B nó đã bảo hòa rồi, đã bảo hòa rồi. Và các bác cũng biết là con giống 3B thì thật sự cái con 3B F2 nếu mà các bác nuôi vỗ béo thì nó sông không hiệu quả bằng con F1 nha các bác. Đó, và đến bây giờ chú Thơm cũng bắt được rất nhiều 3B F2 rồi nhưng mà chú Thơm chưa thấy con nào ưng để chú Thơm giữ lại cả. Thật sự là vậy, F2 có muối hoặc F2 không muối cũng vậy. Đó, nó chưa đủ độ đẳng cấp để chú Thơm nuôi lâu dài. Đó, và con này chú Thơm mua là bằng 36 triệu 200 các bạn. Mà chú Thơm mua con này là vợ chú Thơm nó giật mình luôn các bác, nó khiếp luôn này các bác này. Đó,
Và sau hơn một năm các bác, sau hơn một năm thì các bác thấy này, đó cái đặc điểm của con này là nó là dòng F2 và dòng không muối nha các bác. Con này là F2 nhưng mà là dòng không muối, à dòng có muối nha, xin lỗi bà con nha, dòng có muối nha các bác. Để các bác nhìn cơ bắp của nó giống như bò nước ngoài đấy các bác. Đây, nhìn, đó, nhìn mặt này. Thì con này đang còn non tháng rồi nha các bác nha. Con này đang non tháng nha. Con này nó rớt vào tầm cỡ 16, 17 tháng rồi nha các bác. Chứ nó không có nhiều đâu nha các bác. Đó, nhưng mà chú Thơm nuôi là nuôi dông dài nha các bác. Không, chú Thơm không vỗ nha các bác. Chú Thơm nuôi dông dài đấy. Đó, mục đích của chú Thơm mua về để cho các bác đến xem và chiêm nghiệm cái con F2, cái thể trạng nó như thế nào. Đó, và phân tích cho các bác rõ là con F2 các bác có nên nuôi vỗ béo không. Con F2 các bác nuôi vỗ béo thì rất ok các bác, nhưng mà nó sẽ chậm hơn cái dòng F hạt F1 đó. Nhưng mà sau này các bác bán thịt thì nó sẽ cao hơn, nhưng mà để mà hiệu quả thì các bác nuôi F1 là hơn đó. Đây, cái mục đích đầu tiên là vậy, và mục đích thứ hai đấy là chú Thơm mua về đây để những con me cái đồng này này về nè, mà con nào vào được các bác là chú Thơm cho nó nhảy luôn, hoặc là bà con xung quanh láng giềng ở đây á, người ta không có phối. Chú Thơm buôn ba bê thật, nhưng xung quanh sơ toàn xóm mà chú Thơm đây rất nhiều bò, nhưng không có ai phối ba bê hết các bác, toàn cho nhảy bò vàng thôi đó. Thì chú Thơm bắt con này về đó, bà con nông dân bác nào có nhu cầu đến để cho nhảy được ba bê thì chú Thơm vẫn cho nhảy. Thì cái dòng này thì ra con nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với dòng F1 nha các bác. Và các bác lưu ý là con này là con F2, và F2 là F2 có muối nha bà con. Đây các bác này, ngoan lắm các bác. Đây, chân Thơm đứng xa để review cho các bác nè. Nếu mà dòng F2 thì con này chú Thơm thấy là chú Thơm đi buôn và mua rất nhiều bò được các bác ạ. Nhưng mà thật sự con F2 này chú Thơm thấy rất đẳng cấp các bác. Chứ tất là nó dày và nó dài đòn nha các bác. Nó dày và nó rất dài đòn các bác. Đó, mà cao nha các bác. Con này ở vậy thôi chứ cao lắm đó các bác ạ, chứ không phải thấp đây. Đây, và cái nước nhảy thì cực kỳ. Đây con này, con cái này thì chú Thơm nhìn nó rơi vào tầm cỡ 1m3 các bác. Con cái này chú Thơm nhìn nó rơi vào tầm 1m3 các bác này. Đây, nó đứng chung với con đực này thì cũng ngang nhau các bác, cũng ngang nhau thôi. Nhưng mà các bác thấy con đực này nó vẫn lùn các bác, vì con đực này cái độ dày nó dày đấy các bác, nên các bác nhìn thấy nó không cao. Đó, các bác nhìn coi. Đó, nó làm một phát một hai phát luôn lúc. Đó thì thực sự con bò này các bác cho bò cái, nếu mà bò cái dòng cỡ 1m3 đến 1m4, con 3B này nó vẫn nhảy bình thường nha các bác. Con 3B này nó vẫn nhảy bình thường. Đó. Thật sự nó không làm chú Thơm thất vọng các bác. Và hôm nay đó, nhân dịp nó nhảy được con này lần đầu tiên luôn. Chú Thơm nghĩ là nó chưa nhảy được không, mà chú Thơm không tưởng tượng là nó sẽ nhảy được. Tại vì nó lùn lắm các bác ạ. Đó, nhưng mà để mà đứng so sánh với con này thì thực sự nó cũng không lùn các bác. Đây, dài đòn các bác. Đây, móng này này không tự dưng mà chú Thơm bỏ ra bằng 36 triệu chú Thơm mua con này đâu nha bà con. Không tự dưng chú Thơm bỏ bằng 36 triệu chú Thơm mua con này đâu nha các bác. Móng này, đây móng sò này, đây chim này các bác này, chim này. Đây, mình cái loại này nhảy thì không trật vào đâu được hết các bác. Tinh hoàn là hai quả này. Đây, hai quả tinh hoàn là đều răng luôn các bác này. Đây, hai quả tinh hoàn là đều răng luôn các bác này. Dài đòn hiền, con này rất hiền các bác, hiền ngoan lắm, ngoan cực kỳ luôn này. Ngoan, càng lớn nó càng ngoan các bác, càng lớn nó càng ngoan. Đó, con này mà các bác nuôi, con này mà chú Thơm thật sự chú Thơm mà nuôi mà nó ngã đôi răng là các bác nhìn là nó khủng khiếp lắm các bác này. Đây là nó đang còn con me nha các bác. Hôm qua nó nhảy phát là quá tuyệt vời luôn rồi. Rồi, đó chỉ là giới thiệu sơ qua các bác thôi, biết được giá cả thị trường nó như thế nào. Và chú Thơm mua con 3B này mục đích nó ra làm sao thì cũng không khai báo giá rồi đó, chứ chú Thơm cũng không giấu giá được. Vì bây giờ công khai báo giá là nó cũng rõ ràng rồi đó, vì nó đã cái cơn sốt bò 3B nó đã qua rồi đúng không các bác. Đó, chứ nếu mà cơn sốt bò 3B nó chưa qua mà chú Thơm nói em mua con bằng cái tí này về mà bằng 36 triệu thì rất nhiều các bác dính bẫy rồi các bác này. Rất nhiều các bác dính bẫy và đi mua, bỏ tiền mua vô tội vạ rồi các bác. Đây, vì cái lời nói của chú Thơm ít nhiều nó cũng ảnh hưởng các bác. Đây, mông này. Đây các bác, cái mông này. Đây, đó là chú Thơm cho ăn chế độ bình thường nha bà con. Chú Thơm cho ăn chế độ bình thường nha. Bỏ là đủ nha các bác. Ngày nó rớt vào tầm cỡ 3 cân cám thôi, không có nhiều đâu các bác. Con này ngày tầm 3 cân cám thôi, không có nhiều đâu. Chưa có cái chi các bác. Đó, và cực kỳ khỏe mạnh các bác. Này, wow, chà. Rồi, xong xuôi nha các bác. Đó,
chia sẻ ba con bò, ba con bê cái, hai con me cái đồng, xin pha đất này và một con cái ba bê chia sẻ đến cho các bác rồi, giá cả thì công khai rồi. Đó, và chú Thơm nhân dịp đó thì chú Thơm cũng khoe con này và trình và chú Thơm khoe cũng đã xong rồi, chuyên mục khoe bò giống 3BF2 của kênh khởi nghiệp cũng đã xong rồi. Đó, con này độc nhất vô nhị ở đất Thanh Hóa các bác, nếu mà chú Thơm theo chú Thơm nhỉ, còn chú Thơm chưa thấy con nào là con thứ hai cả. Bác nào mà có, các bác nào mà ở Thanh Hóa, bác nào mà có con F2 như thế này thì liên hệ trực tiếp gặp em để em đến để tham khảo xem nó có chất lượng như con này hay không nha bà con. Còn chú Thơm đi mua bán thì như chú Thơm được biết là đất Thanh Hóa, như chú Thơm được biết thôi nha, là chưa thấy nha các bác. Đó, còn ở mặt ngoài thì chú Thơm không nói, mặt ngoài và vùng trong, khu vực phía trong thì chú Thơm không dám nói nha các bác. Đó, chú Thơm nói chỉ nói eo hẹp ở trong cái tỉnh Thanh Hóa này thôi. Đó, và các bác nào ở trong tỉnh Thanh Hóa có con F2 đẳng cấp như thế này và F2 muối nha, thì các bác liên hệ trực tiếp gặp em để chừng nào em đến giao lưu xem nó có chất lượng hay không, xem là nó có hơn được con này hay không. Ok bà con chưa? Rồi, xong xuôi nhé. Đó, thì bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua hoặc bán bò thì cũng nhớ đăng ký kênh. Đó, hoặc các bác xem clip này cảm thấy hay thì nhớ cho chú Thơm xin một like, một nút chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ chú Thơm nha các bác. Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác nha. Chào toàn thể bà con.